Xin chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi lại làm video so sánh hai mẫu đồng hồ AE. Đấy. Một chiếc là hàng thật và một chiếc là hàng fake. Thì hôm nay tôi làm video để so sánh và chỉ cho các bạn biết đâu là hàng thật, đâu là hàng fake mà chúng nó khác nhau ở chỗ nào và như thế nào anh em nhé. Anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi. Ngày làm càng nhiều video hay hơn nữa anh em nhé. Vâng, trước mắt anh em đây là mẫu AE 1200 WHD. Đây, WHD. Đó, có giá là 1.308.000. Thì đây là hàng chính hãng, đây là em này là em hàng chính hãng em nhé. Đây, đấy, có tag này, pin piếc này, thông số kỹ thuật mọi cái này. Đấy, đây, đầy đủ này. Đấy, đây tem bảo hành chính hãng của anh Khuê Watt. Đó, đây là mẫu chính hãng do công ty anh Khuê Watt. Đấy, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Casio tại Việt Nam. Bảo hành cho cái đồng hồ AE này, máy 1 năm và pin 18 tháng anh em nhé. Còn đây, đây là một mẫu đồng hồ AE hàng fake tôi đặt trên Shopee. Đây, tôi cho anh em xem cái vỏ tôi bóc ra rồi. Vâng, tôi bóc cái vỏ ra rồi đây anh em này. Tôi đặt cái hàng này trên Shopee. Đây, từ gửi từ Bắc Ninh, gửi từ Bắc Ninh về gian hàng của tôi đây. Đấy, tôi đặt một cái để tôi làm video cho anh em xem phân biệt là đây AE 1200 anh em đọc này. Đây này, WHD đây. Chuẩn luôn anh em nhá. Đấy. Vâng, trước này tôi đặt ở trên Shopee và có giá đây anh em này. 227.700 đồng. Nó chỉ bằng một phần năm của con đồng hồ chính hãng này thôi. Giá rẻ bất ngờ. Nó có 227.000 là đã mua được ngay một con AE 1200 WHD rồi. Nhưng mà đi kèo với sản phẩm thì không có tác này, không có tác gì cả, không có giá nhất gì ở đây cả. Đấy, cũng không có gì bảo hành bảo hiếc gì cho anh em nhé. Không có cái gì luôn. Và cái hộp của nó là hộp như này. Đây, hộp như này anh em này. Cái hộp này là cái hộp bình thường thôi. Cái hộp này là hộp đơn giản, hộp vàng fake thì nó như này. Đây. Đấy. Đây. Cái hộp này trong được tặng một viên pin, mà một viên pin đây là một viên pin rẻ tiền luôn đây anh em này. Đây. Trong được tặng một viên pin này. Nhưng viên pin này viên pin rẻ tiền. Viên pin quá rẻ tiền luôn. Đấy là tặng tặng thêm đấy anh em ạ. Còn hộp chính hãng của nó thế này. Đấy, anh em cũng biết rồi. Đây. Nó có đầy đủ thông số các thứ như thế này. Một chiếc hộp chính hãng đi kèm với sản phẩm đó anh em thấy chưa, khác nhau hoàn toàn chưa. Đó, đấy là về cái tương quan này anh em. Mình nhìn bên ngoài mình đã phát hiện ra là nó là không chuẩn rồi. Đấy, đây đấy, tôi để một cái chính hãng, một cái hàng thật cho anh em để anh em có thể phân biệt làm biết là nó như thế nào, là chính hãng nào là giả nhá. Thì đây, bây giờ chúng ta cùng so sánh nhá. Đây, thì anh em nhìn đây. Đây, một chiếc hàng giả và một chiếc hàng chính hãng. Nếu mà nhìn tương quan, nhìn qua thì hai cái hoàn toàn giống nhau anh em nhỉ. Nhìn tương đối giống nhau. Đây. Gần như không thấy khác nhau cái gì cả. Tương đối giống nhau. Đấy. Từ dây cho đến đây, từ dây cho đến vỏ tương đối giống nhau. Đây. Đấy. Và tí nữa tôi sẽ chỉ cho anh em là nó khác nhau ở cái điểm gì, nhưng mà nhìn tương quan thì anh em tưởng nó giống nhau hết, nhưng thực ra là không phải đâu anh em ạ. Đây. Vâng, bây giờ tôi sẽ đánh giá chung cho anh em cùng xem nhé. Vâng, nếu về nói về cái độ sắc nét của chữ điện tử thì cái số điện tử của cái đồng hồ chính hãng này nó đậm hơn, anh em nhìn xem nó nét hơn. Đây anh em nhìn đây, nhìn nghiêng nhé, nhìn nó nét hơn không. Đấy, đây. Nhìn cái số điện tử của cái thằng chính hãng thì bây giờ nó nét hơn này. Còn cái thằng hàng fake này nó mờ hơn, anh em nhìn thấy không, mờ hơn này. Đó này. Trong khi đó thì cái phần cái hàng chính hãng thì các bạn nhìn ở phần cái phần chỗ ô lịch đây, thứ này à, ngày đây, săn này và ngày tháng ở đây nó có như này, nhưng mà trên cái hàng fake thì không có luôn này. Đấy, nó lại chuyển như này anh em này, anh em nhìn thấy không. Này, nó chuyển thế này luôn này, đó. Trong khi đó hàng chính hãng thì không phải như thế, này anh em nhìn này, đây chuyển như này, đấy, hàng chính hãng đấy như thế này,
đấy, nó khác nhau hoàn toàn, anh em nhìn thấy chưa? Đấy là về chức năng nó đã khác nhau một tí như thế rồi nhé. Thế còn về cái phần chữ này, phần text này này, phần text này anh em nhìn kỹ mà xem. Ở cái phần bên hàng text này nó lem nhem, nó rất là lem nhem luôn. Hôm nay tôi quay thì trời nó cũng hơi tối rồi. Vâng, dạo này trời âm u mưa suốt cho nên thành thử ra là cũng ánh sáng nó cũng hơi kém. Vâng. Đây thì anh em nhìn xem. Về phần text của cái mẫu đồng hồ hàng fake này, nó nhòe nhòe. Đấy, nó nhòe và nó không được sắc nét giống như cái hàng chính hãng. Cái hàng chính hãng các bạn nhìn nó nét là nẹt luôn. Chữ nó nét là nẹt luôn nhá. Còn hàng fake này, anh em nhìn này. Nhìn nó khác nhau chưa? Nhìn nó khác nhau rồi nhá. Bây giờ tôi đánh giá phần vỏ nhá. Phần vỏ này thì ở cái hàng chính hãng anh em nhìn này. Này, nhìn nó nuột cực kỳ luôn. Nhìn nó rất là nuột luôn này. Anh em nhìn thấy hàng chữ fake này. Này, nó có nuột bằng không? Không đúng không? Này. Nhìn hàng chính hãng này, anh em so sánh đi. Này. Ông chính hãng bao giờ nó cũng nuột hơn này. Này, nhìn nó nuột nà hơn. Đấy, còn ông hàng fake thì lem nhem này. Ở trong khi đó đây, nhìn bạn nhìn ở cái khe dưới này nha, nhìn cái khe này nha. À. Này, thấy lăm nhăm không? Lăm nhăm lỗi không? Đấy, trong khi đó cái hàng chính hãng này các bạn nhìn nó sắc nét không? Cái khe này này. Đấy, nhìn sắc nét luôn, trong khi đó hàng fake này. Bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Lem nhem mấy lại là đây, chưa đeo mà đã đây này, xuất sát rồi này. Các bạn chóc sơn rồi này. Đây. Chóc sơn rồi này. Chóc cái lớp mạ này. Đây. Mà đây tôi vừa mua xong ấy nhá, vừa bóc tem xong chưa được khoảng 30 phút tôi làm video luôn cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn xem. Phân biệt bằng mắt thường này anh em đã nhìn thấy nó là không giống nhau đó. Đây. Đây anh em nhìn này. Ông hàng chính hãng này nó nuột nà. Còn ông hàng fake thì anh em nhìn xem này. Đó, không nuột nà được bằng như cái hàng chính hãng luôn. Đó, đấy là cái cách phân biệt giữa cái vỏ thôi nhá anh em nhá. Đó, còn chưa nói đến máy. Chưa nói máy. Đấy. Máy thì cái chức năng đã thấy khác nhau rồi nhé. Chức năng thì khác nhau đây. Cái chức năng ngày 17 tháng 10 2021 và ngày 17 tháng 10 2021 của cái thằng chính hãng khác nhau này. Đấy. Cái phân bố của cái ô này nó đã khác nhau rồi đây. Anh em nhìn xem. Nhìn tương quan thì tưởng giống nhau nhưng hóa ra có phải giống nhau đâu. Đúng không anh em thấy không? Đó là fake nó thế. Bây giờ sang đến cái phần khóa tôi so sánh cho anh em biết nữa. Một cái rất là đơn giản anh em khi mua có thể là tỉnh táo biết được ngay này. Đây. Cái phần khóa thì anh em nhìn tương quan thì cũng nhìn thấy có nó giống nhau. Tương đối giống nhau. Đây, phần khóa tương đối giống nhau. Nhưng mà có một cái điều cơ bản anh em nhìn này. Là cái phần khóa của cái hàng fake thì nó vòng cong lên. Nên anh em nhìn thấy không? Nó hơi cong lên cái đầu khóa này này. Đấy. Trong khi đó cái hàng chính hãng anh em nhìn thấy không? Nó thẳng đẹp luột nà luôn này. Thấy chưa? Nó thẳng này, nó phẳng luôn chứ nó không cong. Đây, hàng fake nó cong này, anh em nhìn thấy không? Đây, nó cong lên. Đấy. Trong khi đó cái chữ của cái hàng chính hãng nó sâu hơn. Đây. Cái chữ này này của hàng chính hãng nó khắc sâu và nét. Trong khi đó cái hàng fake thì nó không khắc sâu. Không khắc sâu được mà cũng không nét bằng. Đấy, đây anh em nhìn kỹ nhé. Cái phần đuôi cũng vậy, cái phần đuôi của thằng chính hãng nó thẳng này, nó thẳng một đường thẳng luôn, trong khi đó thằng hàng fake nó hơi cong này. Thằng hàng fake nó cong cong này. Đó. Nó cong cong chứ nó không thẳng luôn. Đấy. Vâng, thì ở phần khóa thì anh em xem đây nữa nhá. Đây. Anh em thử so sánh giữa hai cái phần khóa này. Đây, phần chúng ta nhìn ngang nó nhé. Vâng, nhìn ngang em nó này. Thì đây là ông hàng chính hãng này, thì anh em nhìn này, cái phần khóa của nó nhìn rất là sắc nét và nó trau chuốt này, trong khi đó ông hàng chính hãng fake này, anh em nhìn này, đấy, nhìn lởm không, này, nhìn rất là lởm luôn, đây, nhìn cảm giác nó là một cái thép rất là mỏng này, trong khi đó này, ông chính hãng thì nó nuột nà hơn, đây anh em nhìn xem, ông chính hãng thì nó nuột nà, mà nó mỏng, nó bé hơn, cảm giác nó bẹ, nó cái chiều rộng thì nó bé hơn. Đấy, ông chính hãng nó bé hơn và nó nuột. Trong khi đó ông hàng fake thì anh em nhìn xem này. Đây. Đây, tôi quay hẳn chiều này cho nó đồng chiều cho nó với nhau. Đồng chiều giống nhau này.
Đấy, anh em đã nhìn thấy khác nhau chưa? Ở cái đầu này này nó lại vuông vuông này, nó vuông này. Đấy, trong khi đó ở đây nó làm bo rất là đẹp luôn này. Nó bo này. Đây. Trong khi đó ở hoàng phách thì nó này, nó vuông này. Này, nó khác nhau chưa? Đó, hai cái khoán nó đã khác nhau rồi anh em nhìn này. Đấy. Cho nên anh em tham rẻ thì chỉ phải mua phải hàng phách thôi. Chứ còn hàng chính hãng thì không có bao giờ có giá mà dưới 1 triệu đâu anh em nhé. Anh em chúng tôi, ví dụ anh em nhiệt tình chúng tôi có sale cho anh em thì nó cũng phải tầm trên 1 triệu. Chứ không có chuyện mà dưới 1 triệu mà anh em bảo mua được một con hàng chính hãng. Đấy, thì tôi nghĩ là nó rất là khó. Nó rất là khó luôn. Cho nên anh em phải tỉnh táo khi mua thôi. Vâng. Phải tỉnh táo nhất khi mua thôi. Chứ đấy, chính tôi là thử đặt ở trên Shopee đây nhé. Tôi đặt trên Shopee đây. Đây. 227.000. Đấy, tôi vừa đặt đây hôm 13 tháng 10 đây. 2021 đây. Để tôi làm video cho anh em. Đấy, tôi đoán chắc chắn là hàng này thì không bao giờ có cái chuyện là nó chuẩn được cái hàng chính hãng. Tôi đặt để tôi làm video cho anh em để anh em tham khảo. Để tránh phải mua phải những cái hàng mà nó kém chất lượng. Còn anh em bảo là tôi chỉ có bằng cái tiền mà tôi chỉ muốn đeo một cái đồng hồ nó như này thôi. Ok. Thế thì anh em mình không nói chuyện gì cả. Chứ còn nếu mà anh em mình mà chẳng hạn như là muốn đeo hàng chính hãng mà đánh bị lừa thì anh em hãy xem video để tránh trường hợp mình bị lừa anh em nhé. Đấy, nhìn tương quan là anh em đã nhìn thấy nó như vậy rồi. Vậy bây giờ ta so sánh cái phần đáy nhé. Đây. Phần đáy của hai ông. Phần đáy của ông Hoàng Phách đây. Đấy, không có tem chính hãng của anh Khuê. Này. Không có tem chính hãng của anh Khuê. Và thông số đây. Đấy. Nói chung là cũng tương đối, nếu mà nói về chất liệu thì của nó cũng là thép chứ cũng không phải vừa đâu. Vâng. Nhưng mà đấy. Nhưng mà độ sắc nét cũng như là cái độ chính xác của nó thì không được bằng cái thằng chính hãng. Còn ông hàng chính hãng thì ở đây có tem 7 màu của anh Khuê Watt này. Đấy. Đấy thì ở đây cái tem nó che đi rồi, tôi không bóc ra. Nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ rất nét, số má nó nét căng luôn. Nó nét căng luôn anh em nhé. Đấy, xem này. Đây. Ở cái phần dây nhá. Tôi mở hẳn ra cho anh em nhìn. Ở cái phần dây này anh em này, nhìn này. Đây, cái phần dây này nó có mã số này. Mã nó hơi khó nhìn. Đây, cái mã số của cái dây ở đây. Đấy, đây. Chỗ này. Đấy, mã số của dây nhé. Bên này cũng có. Bên này cũng có luôn này. Đó. Nhưng mà cái hàng fake không có luôn. Anh em nhìn này. Đây, hàng fake có đâu. Hàng fake không có nhé. Đây. Không hề có cái mã số gì ở đây cả. Đấy. Thấy chưa? Cho nên là nhiều khi anh em cứ tham giả mà mua thì chỉ mua phải hàng fake này thôi. Chứ làm sao mà hàng chính hãng được. Nhiều khi anh em cứ tưởng là người ta bán trên đấy là trên Shopee là nó rẻ, hay là hàng chính hãng nó bán trên đấy nó rẻ để bán số lượng, để ăn số lượng. Nhưng không phải đâu anh em ạ. Tiền nào của đấy hết thôi. Nhìn tương quan và cơ bản cái hai mẫu đồng hồ AE thì 1200 VKHD là anh em đã nhìn thấy là có những cái điểm khác biệt nhau rồi. Đấy, từ những cái điểm đinh này nó đã khác biệt nhau rồi cơ. Này, chưa dùng mà đã xuất sát này. Đấy. Vừa mới gửi cho tôi luôn đấy. Này. Này, nhìn đã khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy. Từ phần núm đấy, núm của cái ông hàng chính hãng này nó sắc nét. Thì ở trên đây thì những cái tương quan là như vậy. Thì mai thôi tôi sẽ làm một cái video bổ máy hai em này ra. Vâng, tôi sẽ bổ máy hai em này ra để xem máy của hai em nó khác nhau như thế nào anh em nhé. Tôi sẽ làm một cái video